Hi, xin chào mọi người. Hôm nay có một căn nhà 2 lầu 1 trệt mà Chiến muốn giới thiệu đến mọi người khán giả ngay tại Tân Phong nha mọi người, gần chợ Cây Xanh 26. Với cái thiết kế rất là hiện đại, là nhà sổ riêng thổ cư. Đi qua đi anh. Người nhìn nè, đường này là đường thông ô tô né nhau luôn nha mọi người. Đó, sát chợ luôn, đi ra tầm 1 km là đầy đủ tiện ích nha. Nào, cùng Chiến vào tham quan căn nhà này nha. Mọi người ơi, ngay trung tâm Biên Hòa, với cái diện tích là 5 x 18, 1 trệt 2 lầu, thiết kế rất là hiện đại, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 toilet nha mọi người. Thì Chiến nghĩ là căn này rất là đẹp để anh chị mua ở hay là đầu tư cho thuê, rất là ok nha. Xăng là xăng ô tô 7 chỗ nha mọi người. Với cái lối thiết kế này thì Chiến nghĩ là anh chị sẽ rất là thích. Đó, nào vào xem ha. Mọi người ơi, cùng Chiến vào khám phá bên trong phòng khách có cái gì nào. Thì tầng trệt này á mọi người, thì gia chủ đã thiết kế cho mình là full nội thất. Đó, với cái nệm sofa rất là xịn sò. Thì Chiến nghĩ là anh chị khi mà vào đây á, sẽ nhìn thấy được cái sự tận tình của người gia chủ thiết kế căn nhà này rất là chi tiết, với những cái loại vật liệu cao cấp nha mọi người. Bên đây là chỗ mà mình để tivi nha mọi người, thiết kế rất là mềm mại luôn ha. Đó, phía dưới này á mọi người là không gian bếp. Thì gia chủ đã đặt một bộ bàn bếp, bàn ăn á mọi người, rất là xịn luôn, ghế là ghế da nha mọi người, rất là cao cấp. Đây là không gian mà Chiến nghĩ là tất cả các chị em đều yêu thích đó mọi người. Tại vì là không gian này là dành cho người phụ nữ trong gia đình, nấu ăn ngon, đảm đang thì chồng nào mà không thích đúng không mọi người. Đó, rất là xịn sò luôn. Bên dưới này là có một toilet nha mọi người. Toilet là đã thiết kế đầy đủ nội thất ở bên trong, gồm có là bồn này, rồi toilet này mọi người, rồi vòi sen. Đó, phía bên đây là mọi người có một vườn cây á mọi người, lấy giếng trời rất là mát luôn. Chiến đứng đây mà mọi người xem này, gió này, cây xanh rất là tốt luôn nha mọi người. Chiến sẽ quay chi tiết tầng 1, tầng 2 cho mọi người xem nha. Đó, thì qua đây Chiến mong muốn là anh chị mà có nhu cầu mua hoặc là nhu cầu giới thiệu cho bạn bè thì cứ alo cho Chiến, số điện thoại Chiến đợi trên này nha. Thì anh chị không mua thì có thể tham khảo những cái thiết kế mà bên Chiến sẽ giới thiệu tiếp theo trong tương lai, để anh chị cập nhật những cái thiết kế mới, những mẫu mã mới của những cái nhà mà Chiến giới thiệu, để anh chị áp dụng vào thực tế khi mà anh chị xây nhà nha. Chiến review bất động sản Biên Hòa. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhấn like, yêu thích giúp Chiến nha. Cảm ơn mọi người.